Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 10.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ, cấp đồng loạt và cấp lần đầu tồn kho, chưa có người dân đến nhận trong nhiều năm. Và trong đó, thành phố Biên Hòa có chiếm 50% trên tổng số vừa đề cập. Vậy tại sao lại xảy ra tình trạng này? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là những cái cuốn sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn thiện giấy tờ cho người dân ra từ rất là lâu rồi, nhưng mà đến nay thì người dân vẫn chưa đến nhận. Và hiện tại thì ở thành phố Biên Hòa có hàng ngàn những cái cuốn sổ đỏ như thế này đang cần chủ đến nhận. Kho lưu trữ đồng loạt của thành phố Biên Hòa, nơi đang cất giữ khoảng 5.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân từ rất nhiều năm. Và những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây chiếm phần lớn đã ra thông báo thuế. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh thành phố Biên Hòa cho biết, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt là giải pháp thiết thực của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa nhằm hỗ trợ cho người dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại địa bàn. Tuy nhiên, vì thực hiện nghĩa vụ thuế để ra sổ vượt quá so với điều kiện của người dân nên họ không thể lên lấy. Việc này cũng gây ra áp lực rất lớn đối với bộ phận đất đai chi nhánh Biên Hòa trong công tác lưu trữ, bảo quản. Ngoài ra khiến ngân sách không thu đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất. Ngoài cái việc mà gây áp lực cho bộ phận lưu trữ của bộ phận đất đai của chi nhánh Biên Hòa, của thành phố Biên Hòa, thì cũng bên cạnh đó thì làm cho người dân người ta cũng không có sử dụng đất được đúng mục đích. Người ta được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, nhưng mà thực tế thì người ta chưa đến nhận. Dẫn đến người dân người ta không thực hiện được các quyền của người sử dụng đất như là quyền mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc là đi thế chấp. Và việc này thì cũng đã thông báo đến các địa phương, các phường xã để cho người dân người ta tìm hiểu thông tin, người ta đến giấy chứng nhận. Cũng gây rất nhiều những cái khó khăn cho văn phòng đăng ký chúng tôi. Thứ nhất là chúng tôi phải bố trí một viên chức là túc trực trong toàn bộ những ngày làm việc để tiếp những người dân đối với những dạng đồng loạt này. Tại vì người dân là không có nên tập trung lên, là thường đơn lẻ. Mỗi tháng thành phố Biên Hòa có khoảng 1.000 hồ sơ giao dịch về đất đai, trong đó có rất nhiều trường hợp chủ sử dụng đã được cấp giấy nhưng không còn sinh sống tại địa phương. Một số đã mất hoặc chuyển nhượng lại qua nhiều người nên rất khó khả thi để lên nhận lại sổ đỏ. Để phát trả được số lượng đang tồn động, hơn hết cần đẩy mạnh tuyên truyền. Ngoài ra, hàng năm văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh thành phố Biên Hòa sẽ gửi danh sách các thửa đất đã được cấp sổ đỏ về cho các địa phương. Do đó, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh thành phố Biên Hòa cũng mong các phường làm báo cáo danh sách gửi khu phố và đưa xuống dân để người dân nắm bắt và nhận lại sổ đỏ.